Để quá là được. Ba bạc đang ăn. Cho cô này một cô. Bình tĩnh. Trận trước hả? Mình sai vị trí. Thằng hẹp chứ, là cái biên ngã này hẳn được tìm mét. Quay đông quá, mình nghĩ là chỉ sổ mẹ hả? Trượt cái là hai bóng à. Đến kia là chỉ mét. Chỉnh chín. Đúng rồi, chỗ cháu. Gì? Tên cháu. Giờ cháu. Quỳnh hóa mẹ phải thua. Một huyền hay hơn. Ba thằng đàn ông mà đi đánh bóng này. Đi đi anh em đi đi. À khu bài à? Coi cái cà phê. Cái máy cá là cá được.
4 4เลี้ยงบอลบอลก็คู่ไป5 5เดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวก็ราชี
phải đây chưa chấp bóng các vận động viên đi chấp bóng ơi mày lôi đây bắt đi bắn được anh hai thôi thôi được ba gắn lên 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 đội mình ăn rồi, hai set rồi. Đang ăn set đến hết á. Bụp quá. Đẹp. Đẹp rồi. Đẹp đó đấy, đó. Nguyên bỏ hiệu quá. Trời ơi, cháu, cháu. Đẹp. Rồi. Ôi, hai chén thì mới được, hai chén này hả? Hai đứa một đứa thì mới tìm không thôi. Ba hiệp ăn hai. Ăn hai để được ấm. Bạn ơi. Đẹp. Điên bóng cho cô mày. Hả? Làm gì? Cô thủ nhảy. Anh kia. Cao chân. Điên bóng bóng cho cô hồ. 15 giờ 6. Mình đi hai ngày lắm mà được bắt bá qua đó. Bắt lên được. Mình nghĩ là bá qua chân bắt lên. Bá rồi đấy. Đấy. Đập. Đẹp rồi. Điểm điểm. Cho khu vực 1, 4, 3, 4, 5. Đang ăn set nữa chứ. Ăn set phải đánh này. Quá rồi. Đẹp. Đẹp rồi. Rồi, đứng đứng. Quá rồi. Đẹp. Đó này, tư. Một không nữa. Một gió nữa. Đây. Rồi, có bài ăn đấy. Ăn đấy, giật quả đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.